Tối ngày 18 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có buổi họp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm thống nhất quan điểm để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thí điểm áp dụng thẻ xanh COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thẻ xanh COVID được xem là một hình thức công nhận cho một người đã có miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2 nhờ đã tiêm vaccine hoặc mắc COVID-19 đã khỏi và hoàn thành thời gian cách ly. Điều kiện để có thẻ xanh COVID đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, đối với loại vaccine phải tiêm 2 mũi, và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận. Tuy nhiên, người có thẻ xanh COVID vẫn phải tuân thủ 5K và làm xét nghiệm định kỳ theo quy định của Bộ Y tế, tần suất xét nghiệm tùy thuộc vào mức độ nguy cơ của các lĩnh vực ngành nghề. Về hình thức, Sở Y tế kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ thẻ xanh COVID và thống nhất với Sở Thông tin Truyền thông và sẽ được tích hợp trên ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi cần khai báo đã tiêm vaccine, cùng với tích hợp kết quả xét nghiệm và khai báo y tế. Trên ứng dụng sẽ thể hiện rõ đã tiêm một mũi hay đã tiêm 2 mũi vaccine.